Tôi với chung chào các bạn nha. Thì trên đây những cái bộ khuôn mà chung chuẩn bị và gửi cho khách hàng. Thì trước khi đóng gói gửi cho khách hàng, chung sẽ giới thiệu chi tiết những cái bộ phận của từng bộ khuôn để các bạn nào mình có nhu cầu mua thì các bạn được biết. Thì đầu tiên mình có hai cái khuôn. Thì hai khuôn là khuôn gùa lớn và gùa nhỏ. Đây là con gùa nhỏ nha bạn. Gùa nhỏ và con gùa lớn. Thì hai con gùa này chất liệu khuôn bên trong thì silicon, nó hai lớp. Đây lớp trong silicon chung tháo ra, tháo rời thế này, thì lớp ngoài composite. Thì về các bạn trước khi đổ thì các bạn lưu ý là bên trong cái miếng composite này, các bạn mua dầu ăn các bạn quét bên trong nha bạn. Thì tại vì silicon nó sẽ chịu dầu ăn hơn nhớt, nhớt thì các bạn quét vô cái khuôn nó sẽ hư, các bạn quét bên trong để sau này mình tháo ráp nó dễ dàng hơn nha bạn. Và các bạn tiếp theo các bạn chọn hậu đá dummy, các bạn chọn hậu đá xong các bạn đổ đổ cho lên tới bằng phẳng như này, các bạn lấy bay cho các bạn vuốt bằng là xong. Cần thiết các bạn để thêm một cái cây sắt gâu ngay đây, tại vì cái đầu nó hay bị gãy các bạn, các bạn để sắt gâu cho nó đảm bảo hơn. Đó là hai con gùa, gùa lớn gùa nhỏ chất liệu silicon. Tiếp theo thì bộ chữ phúc lộc thọ và cái hoa văn cuốn thư đá. Chữ phúc lộc thọ thì dán từ cái chậu tròn 1 mét trở lên nha bạn. Đây là chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ, hai lớp khuôn. Về các bạn đổ xong rồi các bạn vuốt và các bạn ngày sau các bạn lấy ra. Thì cách thức đổ thì khuôn này đầu tiên các bạn quét nhớt, quét dầu ăn nha bạn. Quét dầu ăn xong rồi các bạn quét thêm cái lớp hầu dầu, xong mình gắt cái hầu khô cho cái lớp hầu dầu nó khô, xong các bạn pha cái hầu cát dẻo, các bạn lắp và vuốt bằng cái chữ là xong. Thì ngày sau các bạn lấy ra thì cái hoa văn cũng thế, hoa văn các bạn đổ cách thức cũng như thế. Đặc biệt cái hoa văn các bạn để 2-3 cọng kẽm 3 ly cho nó chắc chắn nha bạn. Khi mình lấy ra nó gỡ nó có bị bể thì cũng dính lại để mình dễ dán hơn. Thì cái hoa văn này hoa văn cuốn thư đá. Cuốn thư đá chính giữa có chữ phúc nha bạn. Hoa văn này để dán chậu 1 mét nha bạn. Thì nó đi theo cái bộ chữ này, cuốn thư đá và cái chữ phúc cột thọ. Còn bên đây là cặp hoa văn con rồng con phụng. Cặp hoa văn này dán chậu tròn 1m1 nha bạn. Dán chậu tròn 1m1. Đây là con rồng, đây là con phụng. Thì hoa văn thì toàn bộ chất liệu bằng silicon. Silicon thì đảm bảo chất lượng dai dẻo, đảm bảo cho các bạn xài nha. Đó thì trên đây là những cái bộ phận của từng cái bộ khuôn. Thì các bạn nào mình thích cái sản phẩm nào thì các bạn có thể là mình liên hệ với chung, chung sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá. Đây, trên đây là hai con gùa, hai khuôn con gùa nãy thì nó đổ ra thành phẩm như này, con gùa nhỏ, con gùa lớn. Thì hôm qua thì chung giao chậu hết nguyên ngày, hôm qua thì giao hai chỗ lận, ở chỗ Đại Ngãi với chỗ ở Long Phú, ở xã Tân Hưng huyện Long Phú, giao 8 cái chậu tròn 1m4. Thì nguyên ngày hôm qua thì giao chậu không nên là không có thời gian để đóng gói và ship khuôn cho khách hàng. Thì hôm nay thì chung tiến hành bàn giao với khách hàng. Thì trước khi khách hàng nhận khuôn và làm thì chung cũng chúc khách hàng mình làm công việc nó thuận lợi, những cái bộ khuôn này về mình đổ mình làm ra mình bán được các bạn. Thì cũng cảm ơn các bạn và khách hàng đã cũng như là ủng hộ bên cơ sở rất là nhiều. Thì bây giờ tới đây chúng cũng xin kết thúc. Thì cuối video chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.